Giờ cô ba nãy giờ cũng nghe tường trình sơ sơ cái vụ mà bạo động ở nước Mỹ này đó, cái vụ mấy chục tiểu bang đó. Bây giờ cô ba sẽ tường trình cái vụ mà COVID-19 thế giới nha, cho cả nhà nghe, rồi hả nói tiếp những cái khác nữa nha. Cảm ơn cả nhà nãy giờ bỏ chút thời gian quý báu để nhà mà cô ba tường trình á. Y cũng cảm ơn cả nhà anh chị em và các cháu như ủng hộ kênh Bầu Trời New York đó. Nhiều chị em đều cũng subscribe rồi cho cô ba đó. Không ngại cô ba mới nói chợ cô ba cũng chụp giùm cho người khác nữa, nó cứ dở ra cũng như coi đang coi. Thí dụ như cô ba cũng nói ví dụ cô ba thôi, Bầu Trời New York cái ra cái thấy giống như cô ba đang nói chuyện đó, đang nói chuyện phải không, cái bấm bên tai mặt này nó có cái chữ đỏ đó, phía bên tai mặt hay phía dưới chỗ màn hình đó là subscribe là tiếng Anh đấy, có cái có người mà dịch ra tiếng Việt là đăng ký đó, cái lấy cái ngón tay vậy nè chấm vào chỗ đó cái chữ đỏ thành chữ đen là được rồi. Còn anh chị nào đã subscribe rồi thì coi đó, cái nhớ nhấn nhấn cái chỗ vậy nè, các bà cũng nhấn giùm ta, nhấn vào chỗ đó cái bên tay trái đó, nhấn vậy nè, nhấn cái màu xanh. Giờ cô bà nói vậy thế giới nha, tình nha, COVID-19 là thế giới nha. Thế giới á, 6 triệu, xin lỗi, 6 triệu 100 đâu vậy, thế giới 6 triệu 115 ngàn 634 nhiễm, còn 370.918 tử vong. Còn nước Mỹ á, là 1.816.897 nhiễm, 105.557 tử vong, 535.238 là hồi phục á. Nước Ý 232.664 nhiễm, 340 tử vong. Rồi Nga là 405.483 nhiễm. Trời, Nga là bị nhiễm sau cùng có thể là trong thế giới này nhiễm mà chưa nhiễm, bây giờ giọt lên tới 400 mấy ngàn còn hơn Ý nữa. Đó. Nga 405.483 nhiễm, 4.693 tử vong. Cái tử vong thì ít ít hơn Ý. Rồi cái Úc nè, 7.150 nhiễm, 103 tử vong. Rồi nha. Rồi Ai Gắt nè, 141.000. Ai Găng 141.591 ca nhiễm, 7.564 tử vong. Rồi Tân Tây Lan nè, nha. Tân Tây Lan 1.504 nhiễm, 22 tử vong. Canada 89.418 nhiễm, 6.979 tử vong. Cái khối bây giờ nó Liên minh Âu Châu đó, cũng cái khối mà EU đó, tức là EU đó ha, là bây giờ trên 2 triệu ca nhiễm rồi đó, mà thì tử vong là trên 173.000 rồi đó. Cái khối cũng như là mình, cái khối của Âu Châu đó, cũng như các nước Âu Châu đó. Bà Siêu là 468.338 nhiễm, 27 cái cô kê lên 27.944 tử vong. Mexico 87.512 nhiễm, 9.779 tử vong. Romani là 19.133 nhiễm, 1.259 tử vong. Ấn Độ 181.827 nhiễm, 5.185 tử vong.
Ấn Độ. Hàn Quốc 11.441 nhiễm, 269 tử vong. 269 tử vong. Nhật Bản 16.804 nhiễm, 886 tử vong. Cái đó là Nhật Bản. Bỉ 58.186 nhiễm, 9.453 tử vong. Nước Áo này đẹp lắm, núi không à. Cô bà ở tới đó đẹp thiệt là đẹp luôn. Người ta đi trực tiếp ấy. Phải trực tiếp không phải trực tiếp mà có hai cây đó, hai cây đi trên cái núi á. Cô bà ơi biết. Cái đó biết thì bằng leo núi chứ. Áo nè, 16.685 nhiễm, 668 tử vong. Hy Lạp 2.909 nhiễm, 175 tử vong. Chile 86.943 nhiễm, 890 tử vong. Bangladesh 38.330 nhiễm, 544 tử vong. Thái Lan 3.077 nhiễm, 57 tử vong. Singapore 34.366 nhiễm, 23 ca tử vong. Peru 135.905 nhiễm, 3.983 tử vong. Indonesia 25.773 nhiễm, 1.573 tử vong. Philippines 17.224 nhiễm, 950 tử vong. Đó vậy đó. Ta nói bây giờ cái tin mà của COVID-19 này nè, đại dịch này nè, đại dịch Vũ Hán này nè. Bây giờ không có làm như là dân Mỹ, làm như là muốn quên chỉ còn biết cái bạo động thôi đó. Bây giờ ở chỗ Minnesota là chỗ mấy nhà Mỹ á, mấy đứa nhất là mình nói gì Minnesota đi là nghe nói dân Mỹ trắng đồ cho nhà đó, người ta có súng hết trơn, người ta thủ sẵn hết. Nhưng mà cái người bạo động mà vô cướp bóc là họ bắn đó, trong bình luận nói là họ bắn đó. Tôi uống miếng nước này. Họ bắn nhà gái của người đừng có gì hết. Rồi giống như hôm qua nhớ cho cái tin mừng của nước Mỹ nè, cái tin mừng của nước Mỹ là ngày hôm qua bữa thứ bảy tháng năm năm 2020 cái bằng nước Mỹ kêu bằng có một cái tin vui là có cái tổng thống Mỹ nè, tổng thống bên này chung với phó tổng thống Mỹ nữa chứng kiến ấy, là cái khoảnh khắc lịch sử của ngành hàng không vũ trụ Mỹ bắn phi thuyền ở Florida chỗ mũi Kennedy chỗ mà NASA đó. Bởi vì cái loại mà hàng cũng như là bắn phi thuyền lên trên cung trăng hay là lên trên đó, là tốn kém quá, thành ra mà bao nhiêu năm nay đó là Mỹ, cái chục năm nay đó Mỹ cho những tỷ phú tư nhân cái đấu thầu nào làm này. Thì trong khi đấu thầu đó thì được cái hãng này, cái ông tỷ phú này là ông đấu thắng Apple đó, ông ấy hôm qua là có ông chứng kiến đó, thì bắn thành công ngày hôm qua. Bữa thứ bảy bắn mà lên chợ thấy hổ gà. Lần đầu tiên thiệt tình đó nha, hồi xưa mình nói phi thuyền đồ này nổi chỉ nghe báo chí đâu có thấy đâu. Bây giờ hả, mình nhìn thấy hả, cái đài á, trên đài á, đài NBC á, đài gì nó mà nhìn cho mình thấy rõ ràng luôn. Trước khi mà lên đó em đã thấy rõ ràng hai cái phi hành gia từ giả vợ con ha, mà
mà nghe nói bên gia này người ta bảo mật cũng như là nuôi kỹ lắm, bao nhiêu tháng nay không dám cho ra ngoài, không tiếp xúc với ai, đặng mà sợ lây bệnh á, ngủ lên trên sao quả là lây cái chảnh rồi làm sao ai chỉ bệnh, nói vậy ai mà chỉ bệnh. Cái vì sao trời ơi lúc bắn ai đếm, trời thời khoảnh khắc hồi hộp dữ lắm, bao nhiêu phút rồi ta chừng bao nhiêu giây đếm đếm đếm, trời ơi vỗ tay quá trời. Đi lên mà trên ở trên máy bay đó, ở trên máy bay á, ở trên máy bay là thấy rõ ràng ngồi ngồi hai hai người ngồi ha, ngồi vậy nè, ngồi có nhúc nhích gì thấy ba cái led màn hình bự vậy nè, chứ không có đụng chạm, thấy ở dưới theo dõi bắn 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 thành công, bắn thành công lần vậy đó, rất là mừng đó các bạn, chúc mừng dữ lắm đó. Cả cả nước mừng, chỉ mừng vậy thôi, nhưng mà bị vô cái vụ bạo động này nè, thành ra làm cho cái lòng dân nó bồn chồn á, bị ở chỗ nào cũng vậy chứ, bây giờ mấy chục tiểu bang chứ bây giờ sợ nữa, từ từ lan lên như cả 50 luôn đó, bây giờ khỏi khoảng 30 tiểu bang vậy đó. Ra trời ơi, coi cái bữa mà coi bắn thi thiền ở mũi Kennedy ở Florida, người thành ra bữa đó cái tổng thống có nói nữa, nói là cái tiểu bang chỗ gì quên rồi, cái tiểu chỗ trung trung tây Mỹ nè, tôi tính là tháng 7 tháng 8 này nè mà đại hội đảng cộng hòa đó, trả tiền á, trả tiền mướn chỗ đó trả tiền á, mà cái ông thống đốc đó ổng anh là đảng dân chủ hay là sao ấy, ổng còn nói còn chưa chịu, tổng thống kêu cũng như nói giảng ấy, nói giảng cũng như là đừng có phong tỏa, cũng như nói giảng ra, nói giảng ra nặng mà cho bà, nói giảng ra nặng mà cho nằm đỡ hạ đại hội, mà ổng còn lôi thôi. Tổng thống Mỹ nói là nếu mà không chịu ông hãy trả lời, nếu không được thì giờ xuống Florida, ông thống đốc Florida chịu á, nếu mà được thì chính phủ trả tiền nhiều lắm á, đó vậy đó, không biết coi thì sao. Bây giờ nó kêu bằng cái nhóm mà antifa này quậy quá, nó kêu bằng tập phá tội nghiệp những người mà thương gia hay những người mà cũng như là tiểu thương rồi đó, nhất là tiệm nail, hai tiệm nail hoành tráng hết sức, có bây giờ có một tiệm nail có cây ATM trong đó, dù đập lấy tiền anh hết trơn trời, nặng nhất là cái chỗ bán đồ hiệu quá trời, với bán phone á, cái tiệm mobile bây giờ bán phone mà Apple đủ thứ phone đó, giết mẹ trơn. Có cái ông kia ổng cái quán đó, ổng vô xin nói thôi đừng cũng như lại xin nói đừng có phá này nọ, đá ổng lăn cụ luôn, dẹp ổng ra bên vậy. Vô tới có chị kia lợi mà cũng như là quán đó, vô tới chụp cái cashier này nọ kia nọ, càng nói nó càng ấy, nó còn cho giải mặt tay chịu nổi không nghĩ đó, hết biết luôn. Ra câu ba nè, hồi nãy cô ba chưa có nói cái New York á, New York mình là 378.000 tỉnh tiểu bang New York mình á, bổ sung như thông cảm bổ sung chút xíu nha, nè New York á 378.951 nhiễm mà 29.829 tử vong, gần 829 là gần 30.000 tử vong rồi đó, ở tiểu bang này nè 378.951 nhiễm, 29.829 tử vong, cả nhà thấy đó. Canada là 90.190 nhiễm rồi, quá trời luôn. Tổng thống Mỹ đe dọa đóng cửa các công ty truyền thông xã hội. Hoa Kỳ đã phóng thành công tàu vũ trụ, vũ trụ mà tiếng Anh đó nha, xét gì đó, cùng hai phi hành gia vào vũ trụ NASA này, xét. Mỹ chính thức tuyên bố Hồng Kông không còn tự trị. Hàng loạt công ty Đài Loan dẫn đầu làn sóng thoát chung. Tin Hoa Kỳ nói cả thế giới thán phục Đài Loan sắm hàng khủng từ Mỹ về khiến tàu cộng dựng tóc gái. Nói gì nè,
Khô quay Nam Chi đang hải hề dẫn trước Mỹ về Nam Chi nghe chung bác cuộc sống nha. Rồi mà bây giờ Mỹ nè chợt bừng tỉnh khi công nghệ 6G của Mỹ chuẩn bị phủ sóng rồi đó. Mỹ nó làm ra 6G. Sắp dẫn độ cái bà con gái của ông cái bà mà ăn mảnh chu hay gì đó là gái của ông Huawei đó từ Canada sắp dẫn độ về Mỹ rồi. Chứ đừng nào về Mỹ. Cái này là tổng thống Mỹ báo động nè, xe báo động nè, dân Mỹ quét sạch 5.000 gián điệp tàu cộng trả về nơi sản xuất. 5.000 sinh viên nè gián điệp cũng như là choáng nè. CDC thừa nhận cố tình thống kê sai các ca nhiễm cúm tàu. Bên đó là bên thừa nhận sai lầm nữa, không chết cái gì cũng để vô là chết Vũ Hán cũng như là cúm Vũ Hán đó. Đó thành ra vậy thôi. Cũng như nói là Tập Cẩm Bình á, cai cú khi bị Tổng thống Mỹ đuổi ra khỏi ghế lãnh đạo của mình. Lãnh đạo chắc ở Liên Hợp Quốc quá. Các nước cùng với Tổng thống Mỹ không thừa nhận hàng ghế lãnh đạo của Tập Cẩm Bình. Như chắc ở trong Liên Hợp Quốc á, hồi xưa thì Kissinger đi đêm rồi đó, là muốn như là chiến với Liên Xô mà đang đỡ Trung Quốc chừng đó, đang hợp tác Trung Quốc á, bỏ Việt Nam đó, mình coi cuốn Khi Đồng Minh Bỏ Chạy đó, mình thấy đó. Thì với bí mật hồ sơ Dinh Độc Lập đó, mình có coi của tiến sĩ Nguyễn Tiến Ngân đó, thì thấy đó là bây giờ mới cũng như là đem đi cũng như là đá Đài Loan ra khỏi Liên Hợp Quốc rồi đó, là Đài Loan trong cái ghế đó. Mà thế Trung Quốc bây giờ sắp bời ta nói nhổ ra đang cho chắc sẽ đưa Đài Loan vô, theo mình thấy tương lai nếu mà Tổng thống Trump mà đậu thêm nhiệm kỳ nữa thì sẽ gì đó, theo cô ba suy đoán là vậy thôi, thấy gì đó. Nè, cảnh sát các nơi ở Mỹ quỳ xin lỗi dân biểu tình, rồi dân cũng cùng quỳ nữa. Cảnh sát các nơi ở Mỹ quỳ xin lỗi dân biểu tình tại vì thấy là cũng như đồng nghiệp của y vậy. Người ta nói ví dụ như cảnh sát như vậy đi thì cũng có gì thì y cũng có hạt Mỹ bị tội hay này nọ thôi, cũng như là nếu biểu tình thì ôn hòa thôi, cái này khi bằng bạo động quá không được. Thủ tướng Anh sẵn sàng nhận người tị nạn đến từ Hồng Kông. Thấy không? Tập Cẩm Bình nhận tin xét đánh Úc chính thức cắt đứt quan hệ với Trung Quốc. Bởi vì gió đổ chiều, Thủ tướng Anh liền lên kế hoạch kìa, khẩn nè, rồi Huawei á. Cũng như là cấp dọn sạch mối quan hệ thiết cũng như là Thủ tướng Anh quét sạch, cũng như là kêu Huawei dọn trở về nơi sản xuất đi, dọn khỏi nước Anh. Bây giờ ổng mới kêu là 10 nước hợp lại đang làm phai chi đem mà đuổi Huawei trở về nước đó. Rồi cảnh sát Mỹ là bắt 100 trẻ em vì tham gia biểu tình, còn nhỏ quá đó, tham gia biểu tình đó. Người nói là Nhật lo ngại làn sóng tự tử hậu Covid. Rồi cũng như là NW đó kêu WHO là WHO cảnh báo ngành công nghiệp thuốc lá đang lợi dụng đại dịch. Cũng như là ta buồn ta hút thuốc nhiều quá. Mỹ công bố nhiều quyết sách chưa từng có đối với Trung Quốc, tăng lên gấp đôi. Nói đó mà Trung Quốc người ta tăng lên mà hơn ở Mỹ, nên ta chết trên 100.000 ca đây. Họ hát vui mừng, còn nói là cho nó đại dịch nhiều thêm nữa đi, hỏi cây xanh mạng ta mà nghĩ gì vui mừng chứ. Anh chị ông Trung ổng nổ máu lên này, ổng cắt lên đủ thứ cho nè. Rồi mà có Nga sửa dữ liệu số ca tử vong vì vô Covid-19. Cảnh sát Hồng Kông bắt gần 100 trẻ em vì tham gia biểu tình.
biểu tình của chính quyền Trung Quốc. Indonesia phản đối yêu sách đường chính đoạn của Trung Quốc, cũng như cái biển Đông á, ổng làm nó làm cũng như Trung Quốc làm đỡ bò đó nè, không cho cho Indo qua nặng mà bà như là anh bắt cá, không nghe nói ở Việt Nam có chiếc tàu cá mà đi vô cái hướng mà Hải Nam nó cũng bị mất tích luôn, không gầy. Như nè, thêm một ca ở Việt Nam, một ca COVID 19 từ nước ngoài về, rồi bệnh nhân phi công đó có thể rồi xoay đầu kiểu cái bác sĩ kêu xoay đầu thì xoay đầu được rồi bớt rồi, ông này kêu bằng phước lớn, tôi nghĩ phước lớn. Tại Ấn Độ, đàn khỉ lấy trộm các mẫu máu của bệnh nhân đó, bệnh nhân COVID 19 cũng như là nói là ở cái ta nói là 10% bệnh nhân mà bị tiểu đường á mắc COVID-19 tử vong trong vòng 7 ngày vô trong cái mà nhập viện là thường thường là chết 10% là chết vậy, cái bệnh tiểu đường. Cũng như là Thái Lan thì rút ngắn lệnh giới nghiêm, cũng như là cho phép những lao động nước ngoài chờ vô nước vậy đó. Ra nhiều cái để cơ bác có mấy phút là chết rồi. Vậy đi. Chút xíu qua lại.